đời của tôi á không có giống như người ta vậy trời. Làm sao, vấn đề gì? Trời đất ơi, đi từ cửa mà nghe than quá than hà. Ừ, ăn trái cây đi. Ờ, cảm ơn. Nhưng mà có chuyện gì? Cái gì mà than vậy? Dạo này bà đó nha, lên Facebook mà toàn là viết status buồn thảm không mà thấy ghê quá à. Thì đang buồn. Tôi buồn á là gì hả? Tại sao người ta có tất cả mà tôi không có gì hết? Trời đất ơi, chứ tôi thấy bà có nhiều lắm luôn á nha. Có nhan sắc nè, nhà có điều kiện nè, ở nhà ăn uống đầy đủ mà còn than. Than gì vậy? Bà có nghe người ta nói á là nhất dáng nhì da không? Ừ, thì sao? Tôi là nhất dáng rồi đó. Nhưng mà cái da của tôi nè, không được tí nào hết. Cho nên tôi buồn, rất là buồn. Trời ơi, tưởng bệnh gì nan y chứ. Tưởng đâu là tình duyên gia đạo không yên. Có cái da không à, có sao đâu, chỉ cần chăm sóc là được rồi. Ờ mà quên nha, vì tôi gửi quà nước ngoài về rồi, có phần cho bà luôn đó. Ủa vậy hả? Một chai dưỡng da ban đêm. Ồ. Mà quên mang theo rồi, bữa nào ghé nhà để tôi đưa cho. Thiệt tình luôn á. Mà nè, cảm ơn dì của bà giùm tôi nha. Ừ. Ừ. Mà hả, chán quá à. Sao tôi là tôi mua không biết bao nhiêu loại mỹ phẩm luôn á mà vẫn xài không được. Trời ơi, có gì đâu thì mình thử đi, được loại nào hợp á xài đúng loại đó thôi. Trời ơi, nhưng mà mốt lỡ ngưng sản xuất rồi sao tôi xài được nữa? Thì mình tìm loại khác. Trong nước không được thì thử hàng nước ngoài, có gì đâu. Trời ơi, bà có biết là tôi mua biết bao nhiêu loại, tôi thử hết biết bao nhiêu loại mà cũng bỏ hết luôn không? Vậy luôn á hả? Có loại hả, thử vô hả, nó mẩn đỏ lên, nó dị ứng, có khi còn nổi mụn, nổi mụn nước luôn á. Ê, là rút cuộc cái chai mà dưỡng da mà dì tôi cho bà đó, là bà có xài không? Có, để pha tay đỡ rồi. Chứ giờ biết ơi, làm gì nữa trơn á. Trời ơi, xài sang thiệt luôn á. Ừ. Dưỡng mặt mà dưỡng tay luôn á hả? Ừ. Trời đất ơi, bởi vậy giờ tôi buồn quá, bà có cách nào giúp tôi không? Thì tất nhiên là có chứ. Cách nào nói đi. Chứ nãy rộng. Trời đất ơi, cứ nói y như là đúng rồi vậy á. Thì phải từ từ chứ. Tự nhiên cái bộ nói kia là có cách liền hả? Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà. Đâu phải tự nhiên mà rủ tôi qua nhà chơi mà mời trái cây tôi đâu. Có lý do hết á. Như vậy tôi nghĩ gì nè. Bà đó là thuộc tuyết da nhạy cảm. Ừ. Thì bây giờ sao ta? Nói chung là, à tôi nhớ rồi. Ừ. Hôm bữa bên công ty tôi á có bé Hoa. Ừ. Hôm bữa hai chị em cũng ngồi nói chuyện. Ừ. Thì con bé đó là cũng thuộc dạng là da nhạy cảm. Ừ. Nó có nói là nó biết một cái chuyên gia tư vấn kia, tư vấn về da hay lắm. Tôi hỏi số điện thoại cho bà nha. Thôi, tôi nghĩ là da của tôi là hết cứu chữa được nổi rồi. Bây giờ có gặp chuyên gia hay là cái gì gì nữa chắc cũng không được nữa đâu. Ê, hơi bị lãng nha. Bây giờ rủ tôi qua đây, nhờ tôi tìm cách giùm. Tôi tìm cách xong rồi bây giờ không chịu là sao? Thì trời, bây giờ gì nè, bây giờ phải gặp người ta đúng không? Người ta là chuyên gia, người ta tư vấn cho mình để xem là mình sẽ dưỡng da như thế nào, rồi mình phải cần những bước nào, bước này, bước kia, bước nọ gì đó. Có gì vậy, tôi sẽ xin số điện thoại rồi tôi hẹn lịch bà lên nha. Ừ. À, xin chào chị. Chị thì chào. Chị có thể cho em biết là những cái điều gì mà mình cần lưu ý để mà chăm sóc làn da nhạy cảm không chị? Việc chăm sóc cái làn da nhạy cảm là cái lưu ý đầu tiên của em, là em sẽ phải hiểu rõ, biết được là cái da mình nó nhạy cảm với cái gì. Yeah. Tại sao nó nhạy cảm? À. Tại vì có rất là nhiều cái nguyên nhân để gây nhạy cảm da. Nhạy cảm nó khác với dị ứng nữa. Nhạy cảm là khi em thoa một cái sản phẩm gì đó vào trong cái da của em cảm giác được là cái da của mình nó châm chích, hoặc là nó nóng rát, hoặc là nó có cái cảm giác gì đó, thì đó là nhạy cảm. Còn cái việc mà em thoa một cái sản phẩm hay là em ăn uống một cái gì đó mà nó bị kích ứng lên, nó nổi dị ứng, nó ngứa, nó mẩn, nó đỏ, thì cái đó là da dị ứng. À. Nó khác nhau ha. Rồi mình nhạy cảm do thời tiết hay là nhạy cảm do sản phẩm? Thì thông thường các cái vấn đề mà cần lưu tâm với lại khi mà chăm sóc cái da nhạy cảm á, là mình sẽ phải sử dụng các cái sản phẩm không có chứa hóa mỹ phẩm. À. Tức là đừng có sử dụng hóa chất cho cái làn da nhạy cảm. Vì bản thân nó đã nhạy cảm rồi mà mình sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da mà nó chứa cái hóa chất, tức là người ta sẽ thường sử dụng là hóa mỹ phẩm đó. Ừ. Thì mình sử dụng những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ làm cho cái mức độ nhạy cảm của da mình nó tăng lên thêm, và nó có nguy cơ là chuyển qua đến cái dị ứng da luôn. Và cái đó lúc đó là rất là phiền. À.
Vậy chị có thể tư vấn cho em biết những cái mỹ phẩm nào mà mình phù hợp với cái da nhạy cảm không chị? Thông thường đối với cái da nhạy cảm á, là chị thường khuyên khách hàng của mình sử dụng cái gì? Sử dụng những cái sản phẩm từ organic hoặc là những cái sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, có chứa những cái thành phần mà làm dịu da, ví dụ như là từ cây ngưu bàn, từ dầu argan, rồi từ tất cả những cái nước suối khoáng thiên nhiên. Để làm gì? Để cho cái da của mình nó tiếp xúc với lại những cái thành phần mà nó dịu nhẹ, nó tự nhiên, thì nó sẽ xoa dịu được cái cảm giác mà dị ứng da. Và bên cạnh đó nó sẽ nuôi dần cho cái da của mình, cho cái da của mình nó khỏe lại. Thì lúc đó mình mới có tiến hành những cái bước mà chăm sóc để làm đẹp. Thì chị, cái da nhạy cảm á, mình có thể dùng trực tiếp được với cái nguyên liệu thiên nhiên không chị? Có em. Em có thể sử dụng những cái nguyên vật liệu từ thiên nhiên, ví dụ như trái cây, rau, củ, quả. Mà thông thường là mình sẽ xịt khoáng cho cái da. Sữa rửa mặt mình dành cho da nhạy cảm, mình cũng phải chọn những cái thành phần mà nó làm dịu nhẹ da. Tức là rửa mặt ở một cái mức độ là trung tính thôi, không có tẩy sạch sâu quá. Tại vì khi em tẩy càng sạch sâu, nó càng làm mất đi cái độ pH trên da. Tức là độ cân bằng, cái độ ẩm trên da đó. Độ ẩm bình thường trên da nó sẽ là 5.5. Thì khi em làm mất đi cái độ ẩm này thì nó sẽ làm cho cái da của mình nó khô ráp và nó nhạy cảm, nó mẫn cảm với cả thời tiết, với cả sản phẩm. Vì vậy thông thường là những cái sản phẩm mà chăm sóc da nhạy cảm á, chị khuyên là họ sẽ lấy cái chuối sim á. Nếu em muốn sử dụng những cái sản phẩm mà từ thiên nhiên, những cái rau củ quả mà mình có sẵn ở nhà thì mình sẽ sử dụng là chuối sim. Khi em cho vào trong tủ lạnh, em để cho nó mát cái trái chuối lên, sau đó mình sẽ cắt lát và mình đắp lên da sau, đắp sau khi mình rửa mặt sạch nha. Đắp sau khi mình vệ sinh da, sau khi mình rửa mặt sạch lên thì mình đắp cái chuối sim lên trên da. Thì trong cái chuối sim nó có rất là nhiều cái khoáng chất và vitamin để nó làm cân bằng độ ẩm, nó làm xoa dịu cái da, nó làm cho cái da của mình nó tăng được cái sức đề kháng cho cái biểu bì da. Dạ. Thì với tụi em á, thì công việc của tụi em á, hàng ngày nó hầu như là nó nguyên một ngày luôn á chị. Thì khó có thể mà có thời gian nhiều để mà đi ra ngoài thẩm mỹ viện hoặc là cái spa để mình chăm sóc. Thì chị có thể cho em biết các cái bước mà để mình tự chăm sóc da tại nhà đối với những người mà không có thời gian nhiều á. Các bước mà chăm sóc da tại nhà đối với lại những người không có thời gian nhiều để đi ra thẩm mỹ viện á, thì mình phải giữ vững được những cái điều cơ bản nhất là rửa mặt, rồi cân bằng da, rồi cho kem dưỡng ẩm. Đó là dành chung cho tất cả những người mà chăm sóc da thông thường tại nhà. Nhưng riêng với lại cái da nhạy cảm thì em cần phải lưu ý thêm một cái vấn đề, đó là em sẽ phải sử dụng cái sản phẩm. Cái quan trọng nhất là cái sản phẩm. Ngay từ cái bước đầu tiên là cái sản phẩm vệ sinh da thôi, cũng phải chọn cái sản phẩm an toàn cho da. Không có tẩy rửa mạnh quá, không có chứa những cái axit hoặc là những cái vitamin C mà nó làm cho cái da của mình nó tăng cường cái hoạt động của da mẫn cảm, thì nó lại làm cho cái da em mẫn cảm hơn. Do đó là cái sữa rửa mặt là cái bước đầu tiên mà cái làn da nhạy cảm cần phải chú ý. Do đó với cái làn da mà nhạy cảm á, thì chị thường khuyên là nếu không có thời gian đi thẩm mỹ viện thì các bạn nên uống thêm các cái viên mà coi như là bảo vệ tế bào da, mà mình thường gọi là các cái viên uống chống nắng á. Tại vì ví dụ như cái công việc của tụi em đi, tụi em sẽ phải tiếp xúc với ánh nắng nhiều nè, rồi tiếp xúc với lại đèn nó rọi trực tiếp vào mình nè, thì nó làm ảnh hưởng cái tế bào da của mình rất là nhiều. Kể cả cái tia mà ở trong cái máy vi tính nó cũng làm ảnh hưởng cái làn da của mình. Do đó là chị khuyên là nên uống các cái viên bảo vệ da, cái viên chống nắng bảo vệ da, để làm cái gì? Để tăng sinh cái tế bào từ bên trong, nó làm khỏe cái tế bào da của mình bên trong, và cái da mình nó tạo được cái sức đề kháng, nó làm được một cái hàng rào bảo vệ cho cái lớp thượng bì của da. Thì các cái tác nhân từ cái môi trường nó không có xâm hại vào làn da của mình thì nó sẽ bớt mẫn cảm da hơn. Em cũng cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành chút thời gian tới đây tư vấn cho em các cái phương pháp để mà chăm sóc da nhạy cảm tại nhà. Thì em nghĩ là từ nay em sẽ tự tin hơn với cái làn da của em, và cũng như các bạn mà không có thời gian giống như em. Chị cảm ơn em đã đến để mà tư vấn với chị, và mày cũng xin chào và chúc các quý vị khán giả có được thêm một cái cơ bản về cái chăm sóc cái làn da nhạy cảm và bảo vệ da đúng cách để ngày càng rạng ngời hơn với làn da của mình.